Hello cô. Hello, anh Phan. So I'm fine. how are you today? Làm bài tập về nhà đúng không con? Rồi đúng không con? Con gửi cho cô được mặt cô. Thấy rồi. Ok, bây giờ cô sẽ chữa nhá. Được chưa? Ok. Nào, cô chữa bà. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Nhìn thấy rồi đúng không con? Thấy Ok, chị bà nhá. Anh Khánh à. Khánh đâu à? Đây. Chưa phải bài này. Nào, bây giờ con tiếp tục làm bài này cho cô đã. có làm được mà cô. Vẫn là bài này đúng không? Ok, đúng Có rồi. bài nào cô? Đúng rồi. Có bài nào được mà cô? Hết rồi mà. Đúng không? Giờ đợi cô chút, cô bảo bài này đâu? Cô đang mở cái này một chút. Đợi đợi cô một chút. Cô chút. Ok. Nào, chúng ta sẽ có các con chưa nhìn thấy đúng không? Đợi nhá, bởi vì cái này nó bị sao ấy Cô nhanh lên cô. nhỉ. Rồi. Nào. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 này, để cho đọc câu chuyện và điền từ vào chỗ trống. Chúng ta có các từ ở bên trong hộp, để cho nào con đọc cho cô các từ này và dịch nghĩa cho cô nha. Space, đọc đi. Speech. Là gì? Là nút cách cô. Là gì con? Là nút cách cô. Cái gì cách đấy? Nút cách. Nút cách là gì? Không phải. Space đây là không gian, khoảng không. Được chưa? Không gian hoặc là khoảng không. Được chưa? Tiếp theo, cô có quiet. Đọc đi con. Quiet. Quiet. Là gì? Là trật tự. Tĩnh lặng, yên tĩnh. Tiếp theo, whisk là gì? Là rửa. Là ướp. Wash mới là rửa. Tiếp theo, peace. Peace. Nhầm bài rồi đúng không? Cô chưa học cái này thật mà cô. Đâu phải bài này đâu. Sao Thế lại nào có thế hơi sai sai. cái reading của con nó đã ra bài đấy nhỉ? Thế Reading. nào con thấy cô kìa. Thế nào con trả lời được cơ từ nào. Thế nào cô nhìn thấy bài tập về nhà con lạ lạ. Cậu thấy nó lạ thật. Đây mới là Chỗ mà bài cô của gửi con cho này. cô là cái khác. Đây. Chia sẻ lại nha. Nhìn thấy chưa con? Đây đúng không? Con bây giờ đúng Khánh nhìn đúng thấy rồi chưa cô. con? Đúng rồi cô. Anh Chính xác. Khánh. Con nhìn thấy rồi cô. Anh Khánh ơi. Còn đây. Cô Không nghe con nhìn nói gì thấy không cô ơi? Cô ơi. cô à? Sợi Cô này. ơi. Nó chả nói Cô gì có thế nghe. con. Cô ơi. Cô không nghe thấy gì, con có nói đúng không? Nhưng mà cô không nghe thấy gì đâu, xem lại mic đi. Đợi đợi cô, xem nào, xem nào. Thử nói lại Cô xem ơi, nào. cô ơi. Cô Rồi. ơi. Rồi, được rồi. Không nghe thấy rồi. Nào, đây là bài của con đúng không? Nào bây giờ đọc các từ nhá. Open. Đúng rồi cô. Open Là gì? là mở. Rồi, excited. Excited. Là gì? Excited. Excited là gì? Excited là Thú vị, hào hứng. thú vị. Spoke. Spoke. Là gì?
là khói. À không, là sương mù. Sai rồi. Smoke mới là khói, fog mới là sương mù. Spoke đây là nói, phân động từ quá khứ nguồn của từ nói speak. Tiếp theo fun Fun là cười. là vui vẻ. Woman Woman là phụ nữ nhưng mà nhiều. không, cái này chỉ là một người phụ nữ thôi. À, một người phụ nữ. Chữ A biến thành chữ E mới là nhiều người phụ nữ nha. E là nhiều, E là nhiều. Tiếp theo invited. Đọc đi, invited. Invited. Là gì? Gom chết luôn. Invited là mời. Được chưa? Invite, mời và thêm ed để biến nó thành động từ dạng quá khứ. Invited là đã mời. Tiếp theo hurt. Đọc đi con. Row. An Khánh ơi chú ý vào con. Cô bảo con đọc. Hurt Hurt. là gì? Hurt là đầu. Là nghe. Head mới là đầu. Tiếp theo road. Là lái. Đúng. Đọc đi con. Đọc là cái gì? Đọc road. Road. Được chưa? Tiếp theo driver Driver là gì? là lái xe, Người lái xe. Tiếp à theo người lái xe. headache Headache. là gì? Headache là đau đầu. Có lẽ này con không biết thật quá. Headache là đau đầu. Như nào? Nào con đọc lại nào. Opened. Opened. Excited. Excited. Spoke. Spoke. Fun. Fun. Open. Open. Đâu? Woman. Woman. À, tiếp theo. Her invited. Invite. Invited. Đọc với con invited. Cô vừa đọc rồi mà cô. Không, Invite. không phải vai. In âm y đê ở cuối con. Invited. Invited. Headache. À, hurt. Headache. Hurt. Hurt. Road. Road. Driver. Driver. Headache. Headache. Ok, nào ghi từ mới vào vở. Ghi cẩn thận nha, cô sẽ kiểm tra viết đấy. Ghi đi. Cô Sao không? cái từ speak cô ghi sai rồi cô ơi. Con ơi, spoke là động từ quá khứ của từ speak. Speak là từ gốc, còn spoke là động từ quá khứ của speak. Có hiểu không? Mà cô ghi trong này cô làm gì có từ nào giống nói à cô? Là sao con? Trong 10 từ Con này có nhìn thấy không từ không có từ con có nhìn thấy từ spoke không? có cô. Spoke là động từ thì quá khứ của speak. Speak là từ gốc khi chuyển sang khi chia động từ ở dạng quá khứ nó thành spoke và phân từ ba nó là spoken. Con đã học thì quá khứ chưa? Học đi cô.
Thế sao con lại tại sao con lại bảo cô đi sai? Đây là động từ bất quy tắc nhá. Một số động từ có quy tắc thì khi chuyển sang quá khứ nó sẽ thêm ed. Còn một số động từ bất quy tắc khi chuyển sang quá khứ thì nó sẽ biến đổi loại từ, biến đổi cái cách viết của nó. Ví dụ như là từ spoke. Spoke là động từ thì quá khứ của từ speak, và từ nguyên gốc của nó phải là speak. Thì khi nghĩa thì con sẽ phải ghi nghĩa từ speak ra. Con có hiểu không? Con có cô. Viết đi con. Có biết xong rồi cô. Nào, tiếp nha. Cô chưa bài nào. Câu số 1. Cô đọc trong Zalo đi cô. Thế cô đọc trên Zalo mà. Câu số 1 con điền là spoke. Sai mất rồi, phải excited. John's parents gave him a red trunk for his 8th birthday. Bố mẹ của John đưa cho anh ta, tặng anh ta một chiếc trống màu đỏ cho sinh nhật lần thứ 8. When John opened his present early that morning, khi mà John mở cái món quà sinh nhật vào buổi sáng sớm hôm nay, he was very excited. Anh ta rất là thích thú to see a trunk inside, khi mà nhìn thấy cái trống ở bên trong. He started to play it very loudly. Anh ta bắt đầu chơi nó một cách rất là ầm ĩ á, được chưa? He played all morning. Anh ta chơi nó cả buổi sáng. And then after lunch, he wanted to play it again. Và sau buổi trưa thì anh ta muốn chơi tiếp. But his mom felt ill. Nhưng mà mẹ anh ta lại cảm thấy mệt, bị ốm. Ill đây là ốm, là mệt, được chưa? She had a bad, câu này sai tiếp. Vậy là she had a bad headache. Chúng ta có cụm từ have và a headache có nghĩa là bị đau đầu, được chưa? Nhưng mà mẹ thì đang bị ốm, cô ấy bị đau đầu. She had a bad headache. Cô ấy bị đau đầu. Because John and his trunk were so noisy. Bởi vì là John và cái trống của cậu ấy rất là ầm ĩ. He dad said, bố của cậu ta nói, John, if you want to play a trunk, nếu mà con muốn chơi trống, go outside, please. Hãy chơi ở ngoài nhé. John went into the garden and played his trump there. John đi ra vườn và chơi trống ở đó. After 5 minutes, Y phần sao lại he fun? Fun đó là tính từ mà để có tính từ phải có to be đằng trước chứ. Làm gì có to be đằng trước mà con điền tính từ vào? Phải là he heard. Sau 5 phút thì anh ta nghe được một cái bản nhạc rất là hay, rất là đáng đáng yêu á, rất là hay. Sau 5 phút anh ta nghe được những cái giai điệu rất là đáng yêu. He went into the street. Anh ta đi ra đường phố. And saw a lot of people there. Và nhìn thấy rất là nhiều người đó. It was the circus. Đó là một cái rạp xiếc. They drove into town in their lorries and trucks. Họ vào thị trấn trên những cái chiếc xe tải. Được chưa? Con điền là the Women. woman và là sai rồi. The driver of the first truck có nghĩa là tài xế chiếc xe tải đầu tiên. Stopped when he saw John. Đã dừng lại khi mà anh ta nhìn thấy John. John jumped on the back of the truck. John nhảy lên cái phía sau xe tải, cái thùng phía sau xe tải. And rode, sai rồi, nó phải là rode nha. Rode into town with them có nghĩa là và đi tới thị trấn cùng với họ, được chưa? Chôn nhảy lên thùng phía xe sau của cái xe tải và đi đến thị trấn với họ. He played his trump all the way there. Và cậu ta đã chơi trống cả trong suốt cái chặng đường tới đó, được chưa? Nào, câu số 6 con chọn là A mới đúng chứ con. Nào, boring có nghĩa là À, nhàm có chán. con chọn nhầm A, con chọn nhầm B của Boring có nghĩa là nhàm chán. Đáp án B là một món quà sinh nhật nhầm à, một buổi sinh nhật nhàm chán. Nó đâu có nhàm chán đâu. John rất con định chọn A mà cô. John Rõ rất ràng thích con không mà. A nó ra B của John rất thích. Thế nên là không thể nào là bữa tiệc sinh nhật nhàm chán được. Mà phải là đáp án A, John's new trump, có nghĩa là chiếc trống mới của John. Chưa? Nào, làm bài tập số 5 cho cô nhé. Bài tập số 5 này. Look at the picture and read the story.
Hãy nhìn vào bức tranh và đọc câu chuyện. Write some words to complete the sentences about the story. Hãy viết một số từ để hoàn thiện các câu nói về câu chuyện. You can use 1, 2, 3 or 4 words. Và bạn có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc 4 từ để điền vào chỗ trống nhé. Được chưa? À, thì số cái con điền tối thiểu, à nhầm tối đa cho mỗi cái chỗ trống là 4 từ. Được chưa? Câu chuyện này có tên là Vicky and Jack and their exciting presents. Có nghĩa là Vicky và Jack và món quà thú vị của họ. Chưa nào? Ok, nào bây giờ cô sẽ đọc cái câu chuyện này nhá. Miss Green wanted his children, her children, Vicky and Jack, to have a good strong teeth every night. She said, "You must clean your teeth very well. It's important. And you shouldn't eat chocolate or sweet or sweets." But Vicky and Jack didn't like cleaning their teeth. It was boring. And they loved chocolate and sweets. One day, Miss Green said, "Next week, we are going to go and see the dentist. If you have a very good teeth, I'll give you both something very nice." Vicky and Jack were very excited when she said that. They cleaned their teeth very carefully after breakfast, lunch, and dinner every day. "Perhaps she'd give me a new bicycle," said Vicky to her brother. "Perhaps I have a new kite," said Jack to his sister. They talk about their presents every night and when they went to bed. When they each sat in the dentist chair, he looked into their mouth and said, "Everything is fine. Your teeth look very strong and white. Excellent." The children felt excited. "What will our present be?" they whispered in the back of the car on the way home. When they arrived, Miss Green smiled and said, "You've been very good." Then she opened the cupboard and gave them new whipping toothbrushes. Vicky and Jack weren't very happy. Cô dịch nhá. À, bà Green muốn những đứa con của bà Vicky và Jack có những cái chiếc răng khỏe và tốt. Mỗi tối bà ấy đều nói con phải đánh răng kỹ nhé, nó rất là quan trọng và con không nên ăn sô cô la hay kẹo. Nhưng mà Vicky và Jack thì không thích đánh răng, nó rất là chán và họ thích ăn sô cô la và kẹo. Một ngày bà Green nói, "Tuần tới chúng ta sẽ đi khám nha sĩ nha. Nếu con có những chiếc răng, nếu răng của con khỏe, nếu con có những cái răng rất là khỏe, rất là tốt thì mẹ sẽ tặng con những thứ rất là tuyệt, được chưa? Mẹ sẽ đưa cho tặng các con những thứ rất là tuyệt." Vicky và Jack thì rất là hào hứng khi mà mẹ nói thế. Họ đánh răng mỗi ngày cẩn thận sau bữa sáng, bữa trưa và buổi tối. À, có lẽ là mẹ sẽ mua cho em một cái xe đạp đấy, Vicky nói với anh trai. Sau đó anh trai Jack nói với em gái là có lẽ là anh sẽ có một cái chiếc diều mới. Họ nói với nhau về những món quà mỗi tối khi mà họ đi ngủ. Khi họ tới thăm nha sĩ, ngồi trên chiếc ghế khám nha sĩ, ông nha sĩ đã thăm khám trong khoang miệng và nói mọi thứ đều rất tốt, răng của các cháu rất khỏe và trắng, tuyệt vời. Những đứa trẻ rất là hào hứng, chúng thì thầm với nhau ở đằng sau chiếc ca trên đường về nhà là món quà của chúng ta sẽ là gì nhỉ. Khi mà họ về nhà, bà Green cười và nói, "Có con đã làm rất là tốt." Và sau đó bà đã mở cái cửa tủ ra và đưa cho chúng những cái chiếc bàn chải đánh răng màu hồng rất là mới. Và Vicky và Jack thì không vui lắm. Chưa nào? Con đã hiểu bài này chưa? Con hiểu rồi. Hiểu chưa? Con hiểu rồi. Ok, cô hỏi con một số từ mới sau khi cô đã dịch nhé. Nào, cô có từ important là gì? Cái này có biết rồi. Đọc cho cô important. Important là quan trọng, được chưa nào? Tiếp theo, cô có từ carefully là gì?
Carefully. Carefully là cẩn thận. Đúng là rồi. Cẩn thận. Rất tốt. Tiếp theo, perhaps. Perhaps là gì? Này con không biết được không? Perhaps là có lẽ. Để xem nào. Tiếp theo, cô có từ excellent là gì? Excellent là tốt. Rất tốt, rất thông minh. Cupboard là gì? Cô dạy rồi. Cupboard là cái tủ. À, một cái cốc. Tủ. À, tủ. Ok, được rồi. Nào, bây giờ con sẽ làm bài này cho cô nhá. Con nhiều ví dụ đấy, người ta đã làm mẫu cho con hai câu. Ở đây nhá, con sẽ điền từ vào chỗ trống này. Ví dụ, Miss Green children were cold. Nghĩa là đứa con của bà Green được gọi là Vicky và Jack. Được chưa? Thì mình sẽ điền chữ Vicky và Jack vào ô trống. Được chưa? Câu số 2 là mẫu này. Miss Green thinks it's important. Chúng ta sẽ điền từ important to clean teeth very well. Bà Green nghĩ là đánh răng thì rất là quan trọng. Con dựa vào câu này. You must clean your teeth very well. It's important. Con đã hiểu chưa nhỉ? Con hiểu được cô. Ok, thì con làm câu 1, 2, 3 trước cho cô. Con làm đi. Làm xong. Cô chỉ làm 1, 2, 3 hay là còn mấy câu nữa ẩn sau ở cô? Chắc là còn đấy. Chúng ta sẽ phải đến câu có 7, có 10 câu thì phải. Rồi, con làm đi. Làm xong cô sẽ chưa. Bình thường ấy, học cuối tuần mà học vào buổi trưa này thì hơi buồn ngủ một chút. Lần sau con có học muốn học buổi sáng không? Nhưng mà là có thể học buổi sáng của ạ. Ừ, ok. Còn buổi trưa thì con sẽ hơi mệt đấy. Cô con làm xong rồi cô ơi. Ok, nào có một con điền gì? Có một con điền chocolate and sweet. Chocolate and sweet, đúng không? Chính xác, câu số 2. Câu số 2, con điền dentist. Chính xác, câu số 3. Câu số 3 con điền excited. Excited. Nghĩa là thú vị, thích thú, đúng không? Ok. Được chưa? Picky and Jack like eating very much. Có nghĩa là Tricky and Jack rất là thích ăn sô-cô-la hoặc kẹo. Được chưa? Câu số 2. The children had to visit the dentist next week. Có nghĩa là đi đứa trẻ sẽ phải đi khám gia sĩ vào tuần tới. Câu số 3. Vicky and Jack felt excited about getting presents. Nghĩa là Vicky và Jack cảm thấy rất là thích thú khi mà nhận quà. Được chưa? Nào bây giờ con đọc cho cô nhá. Vicky and Jack liked eating chocolate and sweets very much. Vicky and Jack liked eating chocolate
and squish very much. Chocolate, không phải chocolate, chocolate. Chocolate. Câu số 2. The children had to visit the dentist next week. The children had to visit the dentist next week. Đúng rồi. Câu số 3. Vicky and Jack felt excited about getting presents. Vicky and Jack felt excited about getting presents. Excited. Present. Đó excited. Excited. Vicky excited. Okay. Được rồi, làm tiếp câu 4, 5, 6, 7 cho cô nhé. Làm đi con. Cô làm xong rồi. Ok, câu chuyện nha. Câu số 4 điền gì? Câu số 4 con điền each. Cái gì đấy? Sai rồi. Gọi là clean their teeth nha. The children carefully clean their teeth after each meal. Có nghĩa là những đứa trẻ đã cẩn thận đánh răng sau mỗi bữa ăn. Không phải là teeth nha. Cái nào cần động từ một con? Clean chứ? Clean their teeth. Chưa? Câu số 5 con điền gì? Câu số 5 có liền the present every night. The present. Đúng rồi. Every night cũng được, chấp nhận. Được chưa? The present đấy. Đáp án sai đấy con ạ. Nha. Không phải là parents đâu, phải là present nha. Con làm đúng. Họ đã khi mà họ họ lên giường vào buổi tối thì Vicky và Jack sẽ luôn luôn nói về những món quà mà họ sẽ được nhận. The present. Ok. Rất tốt. Câu số 6 con. Their teeth looked. Câu số 6 into. Sai rồi. Nghĩa là răng của họ trông như thế nào tại cái phòng khám nha sĩ ấy. Nói chung là gì? Phải là răng của họ trông rất là trắng và very khỏe. Strong. Strong and white. Được chưa? Phải là trắng và khỏe nhá. Con chưa kịp là câu 7. Cô tưởng không có. Ok. Câu số 7. But their exciting present were only too new. Too new gì con? Too new.
to Pinterest brush. Process, đúng rồi. Pinterest process, Brush. đúng. Được chưa? Nào, bây giờ con muốn tự đọc hay là cô đọc từng câu một, sau đó con sẽ đọc theo cô, hay con muốn tự đọc cả bài? Con tự đọc ạ. Con tự đọc, tốt, em tự đọc lên xem nào. Cả bài nào cô? Cả bài Miss Twist One Miss Year Queen ấy. Children á cô. Ờ đúng rồi. Ôi ôi. Thôi, Phải đọc. cố gắng mà đọc được. Phải đọc chứ. Miss Thế bây giờ Green cô đọc từng Wonder. câu nào. Bây giờ cô đọc từng câu xong con sẽ đọc theo cô nhá. Được không? Con tự đọc, chúng cô cho con tự đọc cả bài đi. Ừ được rồi, con bởi vì con vẫn đọc sai nhiều âm. Thành ra nếu mà con đọc tự đọc thì con sẽ thì lúc đấy cô sẽ phải ngắt con hơi nhiều. Được không? Thì bây giờ cô sẽ tập đọc cho con nhá. Rồi dần dần mình tiến bộ về âm và mình sẽ tự đọc được không An Thái? Được cô. Ok, nào mình cô đọc cho con nhá. Đọc theo cô nhá. Miss Green wanted her children, Vicky and Jack, to have a good, strong Miss Green wanted her children, Vicky and Jack, to have good strong teeth. teeth. Every night she said, you must clean your teeth very well. It's important. Every night she said, you must clean your teeth very well. It's important. It's important. And It's you shouldn't important. eat chocolate or sweets. And you sell eat chocolate. Shouldn't. Đọc lại. And you shouldn't eat chocolate or sweets. And you shouldn't eat chocolate and sweet. But Vicky and Jack didn't like cleaning their teeth. But Vicky and Jack didn't like cleaning their teeth. Cleaning their teeth. Cleaning their teeth. It was boring. It was boring. And they loved chocolate and sweets. And you love chocolate And and sweet. they loved. Like, and they love chocolate and sweet. One day, Miss Wynne said, One day, Miss Green said, next week we are going to go and see the dentist. Next week, he are going to go and see the dentist. If you have a good teeth, if you have very good teeth, I'll give you both something very nice. I'll give you both sometime very nice. Something very nice. Something. Vicky and Jack were very excited. Vicky and Jack were very excited. 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 When she said that. When she said yes. They clean their teeth very carefully after breakfast, lunch, and dinner every day. They clean their teeth very carefully after breakfast, lunch, and dinner every day. Breakfast, no, hồi breakfast. Tiếp. Breakfast. Perhaps they'll give me a new bicycle. Perhaps she give me a new bicycle. Said Vicky to her brother. Said Vicky to her brother. Perhaps I'll have a new kite. Perhaps I have a new kite. Said Jack to his sister. Said Jack to his sister. They talk about the present every night. They talk about their present every night. When they went to bed. When they went to bed. When they sat in the dentist chair. When it sat in the dentist chair. Chair. Chair.
He looked into their mouth and said. He looked into the mouth and said, everything is fine. Your teeth look very strong and white. Your teeth look very strong and white. And white. And white. Excellent. Excellent. The children felt excited. The children felt excited. When, what will our presents be? What will our present be? They whisper in the back of the car on the way home. They whisper in the back of the car on the way home. Arrived. Miss Green smiled and said, You've been very good. Then she opened the cupboard and gave them new pink toothbrushes. Then she opened the cupboard and gave them new pink toothbrushes. Cupboard. Vicky and Jack weren't very happy. Weren't. Very happy. Okay, thoát ra vào lại cho cô nha. Con thoát ra vào lại. Okay, cô.